Real Madrid đúng nghĩa là một miền đất hứa với mọi cầu thủ. Một khi anh ta đã được Kền Kền Trắng lựa chọn, cũng có nghĩa là chất lượng của cái tên ấy cũng chẳng cần phải bàn cãi nữa. Bản thân cầu thủ cho thấy được giá trị của mình, lại còn được thi đấu trong hàng ngũ của những cái tên hàng đầu thế giới, thì có khác nào cá gặp nước không? Vậy nên viễn cảnh cầu thủ ấy hàng năm đem về hàng tá những danh hiệu vốn chẳng phải là điều gì quá đặc biệt nữa. Real Madrid là một đội bóng mua bán rất rầm rộ ở trong quá khứ, chẳng qua là mấy mùa giải trở lại đây, bởi bối cảnh kinh tế có phần ảm đạm mà Florentino Perez cùng với bộ sậu có phần kén cá chọn canh hơn trên bàn đàm phán. Và khi mà mọi thứ có vẻ đã được giải quyết, thì họ lại tiếp tục bung lụa như thường thấy. Jude Bellingham đã là người của Kền Kền Trắng rồi. Nhà báo Fabrizio Romano đã đọc lệnh cách đây phải một tháng trời. Vậy nên đây chẳng còn là điều gì đó làm bùng nổ giới truyền thông nữa. Và việc Jude Bellingham chuyển đến Real Madrid cũng có phần trăm rất cao rằng đây sẽ là một thương vụ thành công. Nhìn cách mà cầu thủ năm nay mới có 19 tuổi này thể hiện trong màu áo Borussia Dortmund, thì làm thế quái nào mà anh flop được kia chứ? Nhưng trong tập thể của Kền Kền Trắng thì vẫn còn có một cầu thủ vốn đã quen với thói móc mỉa chua ngoa. Toni Kroos mới đây cũng đã chào mừng tiền vệ mới của đội bóng Hoàng gia bằng đòn phủ đầu có vẻ đưa mọi chuyện đi hơi xa. Chúng tôi có một cầu thủ khác đến vì rất nhiều tiền và về cơ bản là để sự nghiệp của anh ấy lụi tàn mất rồi. Đó là một số tiền rất lớn. Tôi nghĩ mọi người sẽ nói rằng đó không phải là một vụ chuyển nhượng tốt, nhưng chúng ta hãy tích cực. Jude là một cầu thủ hàng đầu, người mà nhiều đội muốn có do chất lượng và tuổi tác của anh ấy. Tôi thường rất tin tưởng vào những người đưa ra quyết định của mình. Nếu Real Madrid đã chi nhiều như vậy, thì đây là một vụ chuyển nhượng rất tốt cho chúng tôi. Em nó còn chưa tập luyện được một buổi nào mà đã nhận ngay lời cảnh báo như thế này, thì quả thực cũng là khá rén. Bất cứ ai trong chúng ta cũng biết rằng Toni Kroos đang nhắc đến cầu thủ nào. Đó không ai khác ngoài Eden Hazard, một ngôi sao hàng đầu khi cập bến Santiago Bernabeu, nhưng đã nhanh chóng trở thành một bản hợp đồng thất bại do thái độ và nhiều những yếu tố ngoài lề khác. Bản thân cựu sao Chelsea khi chuyển đến Real Madrid, chẳng ai có thể tin được rằng là sự nghiệp của anh về sau lại long đong lận đận đến như vậy. Là một máy chạy số 1 tại Stamford Bridge, gần như miễn nhiễm với chấn thương và luôn luôn có cho mình sự chuyên nghiệp trong và ngoài sân cỏ. Thế nhưng, Eden Hazard đã không thể tránh khỏi những cám dỗ về ẩm thực nơi đây. Ngoài ra, đương nhiên là ở độ tuổi 30, siêu sao người Bỉ cũng đã không còn tham vọng chiến đấu và đem về những danh hiệu lớn như trước. Mà anh cố gắng làm gì cơ chứ? Khi mà năm nào thì những người đồng đội của mình cũng đem về phòng truyền thống những danh hiệu giúp cho Hazard được thơm lây. Cũng bởi Real Madrid là một miền đất hứa với mọi cầu thủ, có lẽ rằng việc chuyển đến đội bóng Hoàng gia cũng đã là ước mơ được toại nguyện từ Eden Hazard mất rồi. Khán giả có quyền nuối tiếc cho cầu thủ được một thời khiến những người hâm mộ nửa xanh thành London phải si mê. Vậy nhưng chính Toni Kroos cũng không có chút nào nhượng bộ về trường hợp của người đồng đội. Sự thương hại không tồn tại trong bóng đá. Tôi không nghĩ Eden trải qua tình cảnh tồi tệ, mà trái lại, cậu ấy rất hạnh phúc, có một cuộc sống tuyệt vời. Ở ngoài kia, có rất nhiều người đang trải qua điều tồi tệ hơn thế. Đó mới là những người các bạn cần dành sự thương cảm. Vấn đề không phải vì tiền, và tôi cũng chẳng thương hại cho bất kỳ ai trong bóng đá cả. Tất nhiên, tình hình khó khăn đã diễn ra trong một thời gian dài. Nhưng cuối cùng, chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho chính tình cảnh của mình mà thôi. Đó là lý do tôi nghĩ rằng sự thương hại không có chỗ ở đây. Tôi biết Eden rất rõ. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau, tôi chỉ thương cảm với những người trải qua khó khăn, và Eden Hazard không phải là trường hợp như vậy. Và đúng như Toni Kroos đã đề cập, bóng đá không có chỗ cho sự thương hại. Bất kể Eden Hazard có là ai trong quá khứ, thì sau cùng giá trị của anh cần phải được thể hiện ở những đóng góp tại đội bóng Hoàng gia, chứ không phải là những giai thoại tại nước Anh xa xôi ấy. Hazard có thời kỳ vàng son của mình, có những cột mốc để anh có thể nhìn về và tự hào. Thậm chí, Jude Bellingham thì còn chưa có điều đó. Vậy nên, đừng có vội chủ quan. Vế sau, trong phát biểu gần nhất từ phía tiền vệ người Đức, anh cũng thể hiện phần nào niềm tin của mình vào người đàn em. Trong mùa giải vừa rồi thì Toni Kroos cũng đã không ít lần phải chơi ở vị trí dưới cùng và tiền vệ. Đây cũng là khu vực mà Jude Bellingham có thể sẽ đảm nhận trong mùa giải tiếp theo này. Với chất lượng chơi bóng đã được thể hiện, khiến cho Bellingham trở thành trụ cột của Tam Sư trong những giải đấu gần đây, sát cánh cùng với Declan Rice, đảm bảo được cả khâu sáng tạo và sự chắc chắn. Không phải suy nghĩ quá nhiều khi khẳng định rằng Real Madrid chính là bến đỗ sáng cửa nhất đối với Jude Bellingham nếu như anh muốn giành được những danh hiệu cao quý đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Kền Kền Trắng chính là ông vua của đấu trường Champions League và một tập thể sẵn sàng thách thức mọi danh hiệu, mọi đấu trường mà họ góp mặt
Khi quá trình chuyển giao đang diễn ra suôn sẻ, Jude Bellingham cũng được cho là sẽ không mất nhiều thời gian để nhanh chóng bắt nhịp với cuộc chơi tại La Liga. Ở độ tuổi còn chưa tròn 20, cầu thủ người Anh chắc chắn sẽ không bị nghi ngờ về tham vọng chiến đấu của mình. Với việc giành được mỗi cúp quốc gia Đức trong màu áo của Borussia Dortmund mà thôi, việc đánh rơi mất chiếc vô địch Bundesliga trong mùa giải vừa rồi là cú vấp ngã quá đau đớn, nhưng với một cá nhân được đánh giá cao như là Bellingham thì đó là một bài học cần thiết. Nhưng cẩn thận thì vẫn hơn không. Toni Kroos là một cầu thủ thường xuyên xuất hiện trên truyền thông với những phát biểu có phần quá thẳng tính của mình. Anh ta có cái tôi lớn, nhưng cùng với đó là một niềm kiêu hãnh và sự chuyên nghiệp, dù cho thời gian đã dần bắt kịp những bước chạy. Ngoài Luka Modric, Jude Bellingham nếu như muốn phát triển đúng với kỳ vọng, thì Toni Kroos cũng là một người đàn anh mà cầu thủ này cần phải học hỏi. 1. Tại đây vẫn còn đó những lão tướng với sự tận hiến và lòng trung thành không cần bàn cãi với câu lạc bộ này. Bellingham sẽ cần phải kiên nhẫn và chờ đợi cơ hội của mình. Nếu những màn thể hiện đầu tiên của cầu thủ này không được tốt như kỳ vọng, thời gian ra sân của anh sẽ bị ảnh hưởng. Cựu sao của Borussia Dortmund sẽ cần phải nắm thật chặt những cơ hội của mình. Nhưng mà những sự cạnh tranh trong nội bộ của kền trắng đâu phải chỉ đến từ Luka Modric hay Toni Kroos thôi đâu. Tchouameni hay Camavinga được cho sẽ là những người đồng đội sát cánh cùng với Bellingham trong kỷ nguyên mới tại đội bóng Hoàng gia. Họ cũng sẽ là những đối thủ để Bellingham phải vượt qua những áp lực cho một vị trí ra sân không thể thay thế. Vẫn còn rất nhiều những thử thách ở trước mắt, tiền vệ người Anh sẽ cần phải tập trung để vượt qua chúng và không được ngủ quên trên thành công vừa đạt được. Hãy chứng tỏ bản thân, khẳng định giá trị của mình trong mùa giải tới đi, hỡi chàng trai được cả làng túc cầu chờ đợi này. Theo bạn thì Jude Bellingham có thể trở thành một bản hợp đồng thành công của kền trắng hay không? Hãy để lại comment phía bên dưới. Nếu thấy video hay và giải trí, hãy thả một like và subscribe để theo dõi những video sẽ được Soco Life ra mắt đều đặn hàng ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.